Tiêm kích Su-30MK2 của Việt Nam chỉ mất 5 phút để bay từ Thanh Hóa đến Hà Nội. Trời ghê chưa? Đời hơi cũ. À thế à, có biết ngày xưa máy bay B-52 của Mỹ chưa một nước nào hạ được nó. Sau Việt Nam dùng tên lửa SAM của Liên Xô mà tụi Mỹ mọi ngày vẫn xem thường. Kết quả là gần 40 chiếc B-52 đã gãy cánh tại Việt Nam đấy. Chắc đội gì trong đó rồi, Việt Nam mình cao thủ về độ mà. Đó là chưa sơn màu đẹp thôi, sơn vô bay 30 giây là cùng. Quá chuẩn luôn. Việt Nam mình kiểu trình thách đấu xuống sắt đoàn quẩy nhưng không có xin. Còn bọn kia kiểu trình sắt nhưng xin thì phun vậy đấy. Do bố chưa sơn đồ thôi. Đang đi tuần thì nghe dưới mặt đất vang lên, lịch mẹ mày. Có thổ địa à, what the fuck. Tốc độ bay của tiêm kích Su-30MK2 thì cũng nhanh đấy. Nhưng tụi bay có bao giờ thấy tốc độ lật mặt của người yêu cũ chưa? Mình quay lại được không? Xếp hàng đi. Dám đấu với tàu chiến của các anh ba lá không? Tàu chiến Nhật Tảo. Quan trọng có phanh ABS không? What? Mất mấy phút để bay đến thành phố Trung Quốc? Bốc đầu được không? Trầm cảm sau kết hôn 6 tháng, chàng trai nhập viện điều trị tâm lý trong tình trạng khóc như mưa, nhìn thấy vợ là run cầm cập. Quá sợ quá, phải ban nó thôi. Hôm qua có vụ bố đưa con đi mầm non xong khóc như mưa, không phải vì thương con đâu, mà vì thương bản thân mình giờ ở nhà với sư tử cái, đồng minh thì đi mầm non mất rồi. Biết thế éo lấy vợ nữa. Đến hổ mà còn bị nó cưỡi thì các ông nghĩ các ông tuổi gì? Thôi ở vậy cũng được, vợ con gì tầm này. Móng tay con trai, móng tay con gái. Dù móng tay em có ra sao anh vẫn mãi yêu em, nhưng móng giữa ngắn thì càng yêu. Tuy độ dài ngắn khác nhau, nhưng cảm thấy móng của ngón nào cũng có ích. Ngón út chuyên ngoáy tức mũi đây rồi. Alo. Không liên quan nhưng đây là chân mình. Lâu lâu chỉ lỡ gặm tí thôi mà sao không còn tí gì luôn. Đẳng cấp là mãi mãi. Đấy là tay của thằng không có người yêu thôi. Có người yêu xem, hai ngón giữa sẽ được chăm chút ngay. Quá chuẩn luôn. Mỗi lần đi chơi với người yêu là mình cắt móng tay ngay lập tức. Đúng là con trai của ta. Hàng ngàn người Hàn Quốc đổ xô xem MV Hãy Trao Cho Anh chỉ để bình luận cà khịa Việt Nam và V-pop. Người Hàn Quốc tức giận khi phim Mỹ so sánh tinh trùng mùi như kim chi. Cứ sở mắt một mí và chỉ biết ăn cải thảo muối mà dám muộn à. Rồi lại nhảy vào hét to, tao ăn kim chi chứ không phải cải thảo muối. Mấy thằng Hàn đầu cắt voi nhìn ẻo lả đàn bà mà đòi so sánh với sếp à. Không có tuổi, từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay. À mà quên, bọn mày làm gì có miền Bắc mà nối. Gửi người bạn mắt hí chim bé, lịch sử dân tộc thì éo có. Bớt đùa lại đi, dạo này tao dễ mắc cười lắm. Quốc kỳ Việt
Việt Nam giống một nước châu Phi, nói ngu dốt thì lại tự ái, nhưng công nhận não các bạn ở bên Ý bị thiểu năng và bị hạn chế về nhận thức thật ý. Quốc kỳ nước bạn thì như cái lò bát quái, chuyên nhốt lũ yêu ma như mấy bạn vậy. Chuẩn bị bật mốt đông Lào anh em ơi, hổ không gầm chó tưởng rừng vô chủ. Đúng là trẻ trâu không mất đi, nó chỉ chuyển từ nước này sang nước khác. Quá chuẩn luôn. Liên hệ anh tao cà khịa cho Pháp. À đâu. May các bạn Hàn không hiểu tiếng Việt, nếu hiểu tiếng Việt nghe nhạc Sơn Tùng lại phải nghe bản Việt sắp. Trước khi vào tim bin, sau khi vào tim bin, bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây, truyền nhân của idol tài xoay nhé. Đây là thay đổi mà bin đã hứa hẹn. Anh thích sự chân chất mộc mạc của em, chúng ta sẽ làm nên lịch sử. Bin, anh sẽ thay đổi em, anh nói là anh làm nha. Blackpink phiên bản nam 10 thành viên. Bad boy sẽ tha em tới giường, còn anh sẽ thương em tới già. Không nghe lời su là dở ỏi. Su boy xét, trời ơi, pin mà cho nó bận đồ giống vậy là chết nhỏ. Mộc mạc quá ha, vẫn còn nhớ ai bảo ông này hãy giữ được sự mộc mạc của mình. Thì ra là chú Sâm. Người thích tôi trên Facebook, bạn trai tôi chỉ biết xem thôi. Anh ấy like tất cả hình gái trừ tôi, vâng đó là người yêu tôi. Đã yêu được cậu thì bọn kia không cùng đẳng cấp, cần gì tôi phải giống họ. Chắc gì nó đã xem, có khi đang xem story em gái xinh đẹp nào đấy thì vứt sang mày. Ăn ớt thì cay đấy, nhưng đã cay bằng ông kỹ sư. Nhà thầu bỏ tiền xây cây cầu 500m này mà bùm, sau một trận lũ và dòng sông này đổi hướng chưa? Nhanh chí xây thêm mấy đoạn 500m nữa, sau này sông có đổi hướng cũng nằm trong tính toán sẵn rồi. Không sao, editor chúng tôi lo được. Nhanh chí dùng máy xúc bét máng dưới gầm cầu để đổi hướng dòng sông. Ngàn năm nữa nó sẽ trở thành công trình tôn giáo, do hậu thế chẳng biết tác dụng thật của nó. À đâu. Chúc mừng bạn Quân Phan đã lên top 1 comment được nhiều like nhất phần 131. Top 2 là bạn Anh Đỗ, các bạn muốn được lên top để lại comment phía dưới video nhé.